Kính chào quý vị đến với bản tin kinh tế ngày 25 tháng 3. Khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông vẫn được bàn thảo, Israel tuyên bố chiếm thêm lãnh thổ ở dải Gaza. Với động thái này, liệu có còn hy vọng về giải pháp hai nhà nước cho người Palestine? Trong khi đó, doanh thu bất thường của Apple khiến giám đốc điều hành Tim Cook phải thực hiện chuyến công du đến Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh, không chỉ có Apple, ba thương hiệu nổi tiếng khác của Hoa Kỳ cũng được đưa vào tầm ngắm. Biến động địa chính trị và môi trường cạnh tranh gay gắt sẽ là thách thức nghiêm trọng đối với các quốc gia đang phát triển. Ngân hàng Thế giới lên tiếng cảnh báo về khoảng trống việc làm không tưởng trong vòng một thập kỷ. Cùng với những thông tin đáng chú ý về hoạt động giao thương của Việt Nam, chuyên mục phóng sự kinh tế ngày hôm nay, độc lạ mô hình trang trại gia cầm nghe nhạc. Chào mừng quý vị đang đến với bản tin kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin nổi bật trên thế giới và trong nước sẽ lần lượt được cập nhật đến quý vị. Mở đầu sẽ là phần tin quốc tế. Thông tin liên quan đến những diễn biến ở dải Gaza. Trang tin Washington Post trích lời Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết, quốc gia này đã chiếm giữ thêm 10 km2 lãnh thổ của người Palestine ở bờ Tây. Đây là lần chiếm lãnh thổ với diện tích lớn nhất của chính quyền Tel Aviv kể từ Hiệp định Oslo vào năm 1993. Trang tin Washington Post ngày 22 tháng 3 trích lời Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết, khi nhiều người trên thế giới tìm cách làm suy yếu thẩm quyền của chúng tôi với khu vực Judea và Samaria, Israel phải xúc tiến công việc để giải quyết những khó khăn. Được biết, các khu định cư của Israel ở bờ Tây bị coi là bất hợp pháp theo quy định quốc tế. Tuy nhiên, Israel đã sử dụng các lệnh về đất đai như thông báo vừa ban hành để giành quyền kiểm soát 16% vùng đất do người Palestine kiểm soát. Khu vực mới bị chiếm giữ bao gồm các lô đất ở thung lũng Jordan cùng với các lô đất ở hai khu định cư Moli Adumim và Kira. Thông báo của Israel được đưa ra khi Ngoại trưởng Antony Blinken đến thủ đô Tel Aviv để hội đàm cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã hội đàm cùng một số nhà lãnh đạo Ả Rập. Trong bối cảnh các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ kêu gọi Tổng thống Biden thiết lập một khuôn khổ công khai và mạnh mẽ cho giải pháp hai nhà nước, với mục đích công nhận một nhà nước Palestine phi quân sự hóa. Các chuyên gia cho rằng thông báo vừa qua của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich sẽ tạo ra trở ngại đáng kể cho giải pháp hai nhà nước. Hamza Zubidat, một nhà hoạt động vì quyền đất đai của Trung tâm Phát triển Meon, cho rằng nếu Israel tịch thu đất xung quanh Jerusalem đến tận biển chết, sẽ không có tương lai cho thủ đô của người Palestine ở đông Jerusalem. Việc chuyển nhượng đất cũng sẽ cắt ngang bờ Tây, chia các miền Bắc và miền Nam. Nếu Israel sáp nhập khu định cư Melo Adumim sẽ là một thảm họa đối với những người Palestine sống ở phía Nam. Khi đó, các thương nhân Palestine ở miền Nam sẽ bị cô lập và người Palestine không còn hy vọng về quyền tự chủ. Nhà hoạt động Zubidat cho biết thêm, theo nhóm nhân quyền Peace Islam có trụ sở tại Israel, hơn 40% diện tích bờ Tây nằm dưới sự kiểm soát của những người định cư Israel. Đến lúc này đã có hơn nửa triệu cư dân Do Thái sinh sống ở bờ Tây. Chính phủ Israel cũng thực hiện nhiều chương trình để khuyến khích người Do Thái đến ở tại các khu định cư bờ Tây, gồm có 200 khu định cư và các tin đồn không chính thức. Trong những năm gần đây, Bộ Nhà ở Israel đã cung cấp nhiều căn hộ ở bờ Tây thông qua hệ thống xổ số. Trong khi đó, người Palestine có rất ít quyền tự chủ để ngăn chặn bị chiếm giữ đất đai. Sau chiến tranh năm 1967, Israel ban hành lệnh quân sự dừng quá trình đăng ký đất đai trên khắp bờ Tây. Hiện nay, các gia đình thiếu giấy tờ để chứng minh rằng họ có quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai của mình. Và hồ sơ thuế, bằng chứng duy nhất khác về quyền tài sản ở bờ Tây, không được chính quyền Israel chấp nhận. Trước đây, quy định của Israel yêu cầu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng phải phê duyệt việc xây dựng các khu định cư ở bờ Tây trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm trước, Quốc hội Israel xóa bỏ quy định pháp lý lâu đời này. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Smotrich có quyền kiểm soát gần như toàn bộ quá trình quy hoạch và phê duyệt xây dựng ở bờ Tây. Từ đó, số lượng các khu định cư tăng lên mức kỷ lục trong năm 2023. Sharit Michaeli, người đứng đầu nhóm nhân quyền B'Tselem cho rằng, Israel tự tin có thể thoát khỏi cáo buộc chiếm đất vì các tổ chức quốc tế không hề can thiệp. Thực chất, Hoa Kỳ có các biện pháp trừng phạt kinh tế cá nhân nhắm vào những người định cư bạo lực. Tuy nhiên, Mỹ không hề có động thái nào khi Israel mở rộng các khu định cư. Vào đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai tiền đồn định cư ở bờ Tây.
đây là lần đầu tiên các biện pháp hạn chế kinh tế được áp dụng đối với các tiền đồn của Israel. Theo quy định, các khu định cư ở bờ Tây được chính phủ Israel cho phép, tuy nhiên các tiền đồn bị coi là không hợp lệ theo luật pháp Israel. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết Apple có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào công tác nghiên cứu tại Trung Quốc khi ông thực hiện chuyến thăm cấp cao tới quốc gia này. Bloomberg ngày 23 tháng 3 đưa tin, tại buổi hội đàm cùng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đạo, ông Tim Cook khẳng định sẽ tăng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu ứng dụng tại Trung tâm Tài chính Thượng Hải. Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Vương cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, ổn định và có thể dự đoán được cho các doanh nghiệp. Trung Quốc cũng đang thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây để mang lại cơ hội tốt hơn cho các công ty như Apple. Được biết, lãnh đạo Apple là một trong số các giám đốc điều hành toàn cầu tham dự diễn đàn phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh. Sự kiện khai mạc vào ngày 24 tháng 3. Theo đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn thường niên năm nay. Trước đó, giám đốc điều hành Apple cũng tham dự lễ khai trương một cửa hàng mới ở trung tâm Thượng Hải vào tối ngày 21 tháng 3. Theo Bloomberg, chuyến thăm của ông Tim Cook diễn ra trong bối cảnh Apple đang gặp khó khăn với thị trường Trung Quốc. Theo nghiên cứu độc lập, doanh số iPhone đã giảm 24% trong 6 tuần đầu năm. Từ năm trước, lệnh cấm của Trung Quốc đối với sản phẩm iPhone tại các cơ quan nhà nước gây tác động ngày càng sâu sắc. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục trở nên căng thẳng khi Mỹ thực hiện nhiều bước đi để tạo ra các rào cản nhằm hạn chế năng lực phát triển trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn của Trung Quốc. Trong một động thái đáng chú ý khác, Reuters ngày 24 tháng 3 đưa tin Trung Quốc đã đưa ra hướng dẫn nhằm loại bỏ dần các bộ vi xử lý của Hoa Kỳ khỏi máy tính cá nhân và hệ thống máy chủ của bộ máy chính phủ. Theo Reuters, hướng dẫn mua sắm của Bắc Kinh nêu rõ không sử dụng các bộ vi xử lý của Intel và AMD. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tìm cách loại bỏ hệ điều hành Windows của Microsoft và những phần mềm quản lý dữ liệu do nước ngoài sản xuất. Với phương thức này, dường như Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện các chủ trương đề xuất từ tháng 12 năm trước, với mục tiêu ủng hộ sử dụng các sản phẩm trong nước. Với thông tin chi tiết hơn, Financial Times cho biết các cơ quan chính phủ cấp thị trấn trở lên cần sớm đưa ra những tiêu chí mua sắm an toàn và tin cậy trong thời gian tới. Vào lúc này, Hoa Kỳ đang đặt mục tiêu tăng sản lượng bán dẫn trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan bằng đạo luật sản xuất chip năm 2022 của chính quyền Tổng thống Biden. Với đạo luật này, Hoa Kỳ cũng có ý định thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn trong nước bằng các khoản trợ cấp. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Brazil cho biết quốc gia này phải tăng cường công tác điều tra chống bán phá giá khi xuất hiện cảnh báo về tình trạng hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường. Theo tạp chí Newsweek, Bộ Công nghiệp Brazil thông báo đã thực hiện ít nhất 6 cuộc điều tra trong 6 tháng qua, bao gồm một cuộc điều tra về sản phẩm thép. Số liệu thống kê cho thấy hiện tại, Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn nhất và Brazil là nước sản xuất lớn thứ 9. Vào năm trước, số lượng sắt thép của Trung Quốc xuất khẩu sang Brazil có giá trị 2,7 tỷ đô la, tăng vọt so với con số 1,6 tỷ đô la vào năm 2014. Các công ty trong ngành thép của Brazil kêu gọi tăng thuế nhập khẩu từ 9,6% lên 25% trước thực trạng này. Trong khi đó, các bên liên quan trong lĩnh vực hóa chất Brazil cũng lên tiếng phàn nàn. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Brazil cho biết trong năm 2023, những rủi ro nghiêm trọng đã xuất hiện đối với ngành hóa chất quốc gia. Brazil phải tăng thuế nhập khẩu bởi đây là công cụ không thể thiếu để bảo vệ thị trường nội địa và chống lại các hành vi thao túng. Một lý do quan trọng khiến các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sản xuất với giá thấp hơn thị trường là số tiền trợ cấp mà Bắc Kinh đổ vào cho các ngành công nghiệp. Theo ước tính vào năm 2019, số tiền trợ cấp Trung Quốc bỏ ra gấp đôi so với số tiền của Mỹ. Bên cạnh đó, những bất ổn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã làm giảm nhu cầu trong nước, khiến nguồn cung hàng hóa tăng lên. Khi hàng hóa dư thừa, việc xuất khẩu ra nước ngoài là lựa chọn khả thi. Những động lực tổng hợp này khiến xuất khẩu Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đe dọa sẽ hành động nếu Trung Quốc làm tràn ngập thị trường thế giới với hàng hóa giá rẻ. Jay Sambor, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, phần còn lại của thế giới sẽ phản ứng, không phải các quốc gia muốn chống Trung Quốc mà họ phải phản ứng với các chính sách của Trung Quốc. Vào mùa thu năm ngoái, Liên minh châu Âu cũng tuyên bố đang tiến hành một cuộc điều tra đối với xe điện Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các khoản trợ cấp khổng lồ của Bắc Kinh đã giúp cho các doanh nghiệp xe điện sản xuất với mức giá cạnh tranh. Khi môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt, Chủ tịch Ajay Banga cho biết từ tuần tới, Ngân hàng Thế giới sẽ công bố thêm dữ liệu về tình trạng nợ công của các quốc gia như một nỗ lực nhằm thu hút thêm vốn đầu tư từ khu vực tư nhân cho các nước đang phát triển.
Reuters ngày 24 tháng 3 dẫn lời Chủ tịch Ajay Banga thông báo, theo chính sách mới, số liệu thống kê từ năm 1985 về tỷ lệ trả nợ của các quốc gia sẽ được công khai. Chủ tịch Công Ngân hàng Thế giới cũng cho biết vào năm trước, tổ chức này huy động được 41 tỷ đô la vốn tư nhân cho các thị trường mới nổi. Ngân hàng Thế giới cũng huy động được thêm 42 tỷ đô la trên thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, đến năm nay, dòng vốn đầu tư có dấu hiệu chậm lại. Chủ tịch Ajay Banga cho rằng, Ngân hàng Thế giới cần thay đổi và tạo đột phá trên một số lĩnh vực mới hy vọng xóa bỏ các rào cản về đầu tư, nhất là từ khu vực tư nhân. Thời gian qua, tăng trưởng đã chậm lại ở các nước đang phát triển, chỉ còn 4% so với tỷ lệ trung bình 6% suốt hai thập kỷ. Cần biết rằng, mỗi điểm phần trăm mất đi sẽ có thêm 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Ông Banga cũng lưu ý rằng, các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với một khoảng trống việc làm không thể tưởng tượng được. Theo đó, sẽ có 1,1 tỷ thanh niên dự kiến gia nhập lực lượng lao động trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, dự kiến chỉ có 325 triệu việc làm mới. Ngoài việc cung cấp dữ liệu về nợ công, ông Banga cho biết Ngân hàng Thế giới cũng sẽ bắt đầu công bố dữ liệu phục hồi của khu vực tư nhân theo mức thu nhập, như một bước để truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư. Tất cả các công việc chỉ phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, thu hút vốn từ khu vực tư nhân để tạo thêm việc làm. Cựu giám đốc điều hành Mastercard cho biết, ngân hàng cũng đang hỗ trợ để xây dựng một nền tảng chứng khoán hóa, tạo điều kiện để các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức đưa nguồn vốn 70.000 tỷ đô la đến các thị trường mới nổi. Liên quan đến mặt hàng nông sản khác, giá thịt bò nhập khẩu của Nhật Bản đã lên mức cao nhất từ năm 1991, khi tình trạng hạn hán ở các bang miền Nam nước Mỹ làm nguồn cung giảm sút. Trang tin Nikkei Asia ngày 24 tháng 3 cho hay, trước đây, tình trạng hạn hán từng khiến giá tăng đột biến vào năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lượng tồn kho gia súc còn thấp hơn nhiều. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, tính đến ngày 1 tháng 1, lượng gia súc tồn kho của Hoa Kỳ khoảng 87 triệu con, thấp nhất kể từ năm 1951. Trên thị trường, giá bán buôn thịt bụng lên đến 7,92 đô la một ký, tăng 38% so với năm trước. Số liệu thống kê cho thấy, 60% thịt bò bán ở Nhật Bản được nhập khẩu, trong đó thịt bò Mỹ chiếm 40%, chủ yếu được các chuỗi cơm bò hoặc nhà hàng thịt nướng sử dụng. Sản lượng thịt bò ở Mỹ giảm là yếu tố lớn nhất khiến giá tăng vọt. Bên cạnh đó, số lượng đàn gia súc được nuôi trong nước của Mỹ đang rơi vào chu kỳ suy giảm tự nhiên. Hiện tại, các doanh nghiệp Mỹ đang giảm xuất khẩu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Trong năm 2022, xuất khẩu thịt bò của Mỹ đạt tổng cộng 1,37 triệu tấn, thấp hơn 14% so với năm 2022. Trong năm nay, USDA dự báo sản lượng xuất khẩu của Mỹ giảm 8,3%, còn 1,26 triệu tấn. Với diễn biến này, giá cơm bò tại Nhật Bản có thể còn tăng cao hơn nữa, sau khi được điều chỉnh từ năm 2021 do chi phí nhân công và chi phí nguyên liệu leo thang. Yoshinoya Holdings, một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh hàng đầu Nhật Bản, đã 3 lần thay đổi giá. Hiện tại, một tô cơm bò thông thường có giá 468 yên, tăng 20% so với tháng 10 năm 2021. Doanh nghiệp cho biết không có kế hoạch tăng giá nhưng chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đối với Hàn Quốc, nhu cầu thịt nướng và các món ăn khác vẫn ổn định. Năm 2023, nước này mua 22% lượng thịt bò xuất khẩu của Mỹ, vượt Nhật Bản để trở thành nước nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ. Chuyển sang thông tin trong nước, doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan Philips và nhiều công ty nông sản khác vừa ký 18 thỏa thuận với Việt Nam trong chuyến thăm của Phái đoàn Thương mại Hà Lan đến thành phố Hồ Chí Minh. Một trong 18 thỏa thuận được ký kết bởi Sovico, tập đoàn do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập Vietjet điều hành. Theo đó, Vietjet sẽ hợp tác với công ty tư vấn hàng không Hà Lan Naco để phát triển cơ sở hạ tầng sân bay. Trong khi đó, tập đoàn Philips đạt được thỏa thuận cung cấp công nghệ thông minh cho Bệnh viện Quốc tế Carmel. Các thỏa thuận khác bao gồm khoản đầu tư 1 tỷ euro của Triple One vào Soft Farm, công ty sản xuất chất làm ngọt từ hoa dừa. Sau buổi lễ ký kết, các nhà đầu tư và chính trị gia Hà Lan cho rằng những thỏa thuận vừa đạt được sẽ mang đến lợi ích đặc biệt cho các doanh nghiệp đang cần thích ứng với những quy định chống biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các trang trại nuôi tôm đang học cách vận hành ở khu vực rừng ngập mặn. Trần Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Đại học Trà Vinh nói với Nikkei Asia, Hà Lan có nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với Việt Nam, chẳng hạn như trong lĩnh vực công nghệ cao. Trước đây, cô đã tham gia vào một số dự án của Hà Lan tại đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm việc giúp đỡ người nuôi tôm tận dụng rừng ngập mặn thay vì phá hủy môi sinh. Giống như Hà Lan, hải sản, gạo và trái cây của sông Mekong đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của các vùng đất dưới mực nước biển khiến cả hai quốc gia dễ tổn thương trước tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Hà Lan cho biết, tình trạng nước biển xâm nhập và dâng cao sẽ là những thách thức về môi trường và chiến lược hàng hải. Do đó, Hà Lan thường xuyên đón tiếp các phái đoàn từ Việt Nam hoặc cử chuyên gia hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng kênh mương và các bến cảng. Được biết,
Hà Lan là một trong những quốc gia châu Âu đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với mối quan hệ ngoại giao thiết lập 50 năm qua. Liên quan đến hoạt động ngành hàng không, nhu cầu du lịch ngày lễ 30 tháng 4 sắp tới tăng cao khiến giá vé máy bay cũng nóng lên từng ngày. Theo đó, có chặng bay nội địa với giá lên đến hơn 13 triệu đồng một vé. Theo ghi nhận của báo Công Thương, một người ở Hà Nội muốn đặt vé máy bay dịp 30 tháng 4 cho chuyến đi Hà Nội-Nha Trang trước một tháng. Tuy nhiên, khi tra cứu giá vé thì hết sức ngỡ ngàng vì mức vé giá cao ngất. Mức rẻ nhất với giờ bay muộn cũng khoảng 3 triệu đồng một vé khứ hồi, còn vé vào giờ đẹp, ngày cuối tuần hơn 8 triệu đồng một vé. Khi tham khảo giá vé khứ hồi Hà Nội-Nha Trang thấy khá đắt, hiện đã lên đến 8 triệu đồng một vé. Thực tế cho thấy, thời điểm này không chỉ vé máy bay Hà Nội-Nha Trang mà hầu hết đường bay đến các khu du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế cũng trong tình trạng tương tự. Người này cho biết thêm, theo khảo sát của báo Công Thương, một người đi du lịch vào dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới sẽ có xu hướng khởi hành vào ngày cuối tuần 27 tháng 4 để hưởng trọn kỳ nghỉ. Giá vé đắt nhất vẫn là các chuyến bay từ Hà Nội đi Phú Quốc, khi trung bình lên tới 4,5 đến 5,4 triệu đồng vé khứ hồi. Thậm chí, chiều đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines đang hiển thị giá vé hạng thương gia lên tới 13 triệu đồng, đắt hơn cả giá vé đợt Tết Nguyên Đán vừa qua. Chặng Hà Nội Quy Nhơn là một trong những chuyến bay có mức tăng cao nhất. Vào năm trước, khách có thể mua với giá 2,3 triệu đồng một vé. Đến thời điểm này, giá vé niêm yết quanh mức 5 triệu đồng. Với hành trình Hà Nội Đà Lạt, giá vé máy bay ngày 27 tháng 4 của hãng hàng không Vietjet Air từ 2,7 đến 3,9 triệu đồng một vé khứ hồi. Trong khi đó, Vietnam Airlines niêm yết từ 3,8 đến 13 triệu đồng một vé. Theo lý giải của các hãng hàng không, dịch vụ vận chuyển mang tính mùa vụ cao, giai đoạn cao điểm như hè hay dịp lễ 30 tháng 4, nhu cầu đi lại tăng đột biến, trong khi nguồn cung của các hãng có hạn, dẫn đến giá vé bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến giá vé hàng không là do đội máy bay bị thiếu hụt. Vừa qua, nhà sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney đã thông báo triệu hồi động cơ PW1100 để thực hiện kiểm tra sửa chữa, ước tính có thể ảnh hưởng đến 700 động cơ đang khai thác trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, động cơ PW1100 được sử dụng trên một số máy bay A321neo. Do đó, khi bị triệu hồi, các máy bay này sẽ dừng khai thác trong năm 2024 và có thể kéo dài sang năm 2025. Hãng hàng không Bamboo Airways cũng dừng khai thác đội máy bay Embraer E190 gồm 3 chiếc và dừng các đường bay sử dụng phương tiện này. Như vậy, Bamboo Airways sẽ dừng các tuyến bay Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hà Nội Côn Đảo và thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo để tái cơ cấu và cắt giảm chi phí. Trao đổi với báo Công Thương, chị Nguyễn Phương Thu, giám đốc một đại lý vé máy bay ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá vé máy bay tăng mạnh bởi trong cùng một chuyến, các hãng hàng không sẽ niêm yết giá vé từ thấp đến cao. Trong trường hợp phân khúc giá rẻ hết như tình trạng hiện nay, du khách có nhu cầu sẽ phải mua các phân khúc cao hơn. Theo đó, tình trạng vé máy bay tăng cao cũng có thể khiến người dân lưỡng lự trong việc đi du lịch vào dịp lễ sắp tới. Chuyển sang thông tin trên thị trường hàng hóa, với mặt hàng cà phê của Việt Nam, giá đang neo ở mức đỉnh hơn 95.000 đồng một ký. Đây là niềm vui đối với nông dân, nhưng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lại lao đao khi giá tăng phi mã. Ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Mitmore ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá nguyên liệu cà phê tươi tăng từng ngày tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông Luận, từ giữa tháng 6 năm 2023, cà phê đã có dấu hiệu tăng giá từ mức 40.000 đến 45.000 đồng một ký. Sau đó, mỗi lần thay đổi, giá đều duy trì trong vài tháng. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên Đán, giá tăng nhanh và bất ngờ. Diễn biến này khiến Mitmore và nhiều doanh nghiệp sản xuất khác phải mua gấp nguyên liệu để đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu đã ký từ trước. Giá cà phê liên tục tăng cao, đầu tháng 3 ở mức 86.000 đồng một ký, hiện nay đã lên 95.000 đồng một ký. Giá tăng quá nhanh khiến các doanh nghiệp trở tay không kịp, ông Luận chia sẻ. Theo ghi nhận từ báo Công Thương, thông thường, thời gian từ lúc ký hợp đồng đến lúc giao hàng khoảng 7 tháng. Thời điểm ký đơn hàng, giá dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký, hiện nay giá đầu vào đã tăng 90.000 đến 95.000 đồng một ký. Mặc dù giá nguyên liệu tăng, nhưng các doanh nghiệp hiện nay không thể tăng giá bán, bởi nâng giá lên thì không thể bán được hàng. Doanh nghiệp chỉ có cách giảm toàn bộ lợi nhuận, thậm chí bù lỗ cho những đơn hàng đã ký từ trước. Với tâm trạng lo lắng, ông Luận cho biết công ty chỉ có thể mua nguyên liệu nhỏ giọt để hoàn thành đơn hàng. Từ đầu năm đến nay, có nhiều đối tác nước ngoài đến mua hàng nhưng công ty đều từ chối vì nhận nhiều sẽ càng thêm lỗ, trừ khi đối tác chịu tăng giá. Doanh nghiệp đang cố gồng lỗ đến hết quý 2 năm nay. Với quy mô lớn hơn, ông Phan Minh Thông, chủ tịch tập đoàn Phúc Sinh cho biết, giá cao nên người trồng găm hàng không bán, thương lái không đủ hàng giao cho các nhà chế biến, còn doanh nghiệp lỗ vì mua cao, bán thấp. Với giá cà phê nguyên liệu quanh 95.000 đồng một ký như hiện nay,
các công ty ước tính lỗ hàng chục triệu đồng mỗi tấn cà phê sau chế biến. Con số này sẽ tăng lên hàng chục tỷ đồng nếu lượng hàng cần giao khoảng 1.000 tấn, ông Thông chia sẻ. Với mức giá lịch sử như hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết họ không mua được hàng, chưa kể một số hợp đồng đã ký trước lại không giao hàng vì giá cả biến động. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, giá cà phê tăng do tồn kho vụ trước ở mức thấp. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino gây khô hạn khắp các vùng trồng cà phê toàn cầu. Ngoài ra, xung đột quân sự trên thế giới và căng thẳng tại Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Cuối cùng là hiện trạng giới giao dịch chọn cà phê làm mặt hàng đầu cơ khiến giá tăng nóng. Dự báo thị trường trong thời gian tới, ông Hải cho rằng giá vẫn theo xu hướng tăng. Do đó, ông khuyến cáo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nên theo dõi để cân đối nguồn hàng. Để giảm thiểu rủi ro, trước đây thường xuất khẩu dài hạn thì hiện nay nên rút ngắn thời gian trên hợp đồng. Cũng liên quan đến nông nghiệp, thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi ở nước ta đã áp dụng bí quyết hết sức độc đáo là cho vật nuôi nghe nhạc. Nghe tưởng như đùa, nhưng những mô hình chăn nuôi lạ lùng này có thể đem lại hiệu quả cao, giúp nhiều hộ thu lãi lớn. Mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên mục phóng sự kinh tế ngày hôm nay. Bài viết trên báo Vietnamnet đưa tin một hộ gia đình ở phường Từ Lạng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang sở hữu một trang trại nuôi vịt với đặc điểm chăn nuôi kết hợp âm nhạc. Theo chia sẻ của chủ hộ kinh doanh này, ý tưởng cho vịt nghe nhạc hình thành từ năm 2000 khi anh vẫn còn đang nuôi heo. Hồi đó, do nuôi heo gần nhà nên thường mở đài thật to để đỡ buồn. Nhiều lúc quên tắt, dần dần anh thấy đàn heo không bị xô lệch, không chạy loạn, thịt cũng ngon hơn đàn khác. Sau đó, anh thử cho gà nghe nhạc. Bình thường, gà hễ thấy người là bay tứ tung, nhưng khi được nghe nhạc chúng lại thuần tính. Năm 2020, anh chuyển hướng nuôi vịt vì tiềm năng lớn. Từ lúc bắt về đến lúc xuất bán, vịt sẽ được nghe các loại từ chèo, cải lương, quan họ đến nhạc sàn. Chỉ giảm âm lượng vào buổi tối, con nào con nấy đều khỏe mạnh và ăn tốt, chủ hộ kinh doanh này kể lại. Đến nay, trang trại ở Bắc Giang có thể xuất chuồng hơn 30.000 con vịt mỗi lứa. Nhờ chất lượng tốt nên trang trại có hợp đồng bao tiêu, chủ yếu với các nhà hàng và quán ăn đêm. Trung bình giá vịt chừng 40.000 đồng một ký, lúc cao điểm lên tới 56.000 hoặc 58.000 đồng một ký. Với hợp đồng bao tiêu, mỗi lứa vịt nghe nhạc của trang trại có thể thu lợi đến hàng tỷ đồng. Với một hộ gia đình ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh lại là câu chuyện khác. Vào năm 2010, gia đình chuyển sang nuôi gà thịt Tam Hoàng, nhưng sau 3 năm chăm sóc, do thiếu kinh nghiệm nên năng suất không cao, thậm chí bị thua lỗ do gà bị nhiễm bệnh. Qua nghiên cứu, chủ hộ đầu tư nuôi gà hữu cơ, an toàn sinh học với giống gà Dabaco. Đến năm 2022, gia đình anh duy trì và mở rộng đàn gà 2.000 con, xây dựng trang trại trên diện tích gần 2.000m2 thoáng mát, xa khu dân cư. Đặc biệt, khi đến thăm trang trại gà, nhiều người bất ngờ vì tiếng nhạc du dương được phát ra từ chuồng gà. Đây là một trong những nguyên nhân giúp đàn gà tăng trưởng nhanh và không sợ hãi khi nghe tiếng động. Anh chia sẻ, để thuần tính cho gà, gia đình anh sử dụng thêm biện pháp cho gà nghe nhạc và mở suốt ngày. Để gà thích nghi, anh phải chọn các loại nhạc nhẹ như nhạc thính phòng hay nhạc trữ tình. Vì thường nghe các âm thanh du dương, đàn gà không bị hoảng loạn khi có người vào cho ăn hoặc dọn vệ sinh, nhất là khi thời tiết quá nóng hoặc xảy ra mưa giông. Gà cũng không chen lấn hoặc cắn phá nhau, giảm tỷ lệ hao hụt từ 5 đến 7%. Mỗi năm, hộ gia đình ở Tây Ninh nuôi 2 lứa gà, trừ hết chi phí, có thể thu lãi hơn 100 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.